Xin chào mọi người, ở tập này mình sẽ hướng dẫn sơ cho anh em cách xử lý phần âm thanh của game, hay nói cách hơn làm sao để chúng ta hiệu chỉnh âm thanh to nhỏ được hoặc bật tắt được. Thì về mặt giao diện, mình lấy một cái giao diện của thực ra giao diện là mình mua ở trong cái bộ đấy mà có phần hiệu chỉnh âm thanh, và khi lấy về mình phải tút tác một chút, sắp xếp lại một chút để ra được cái giao diện khá là ổn như thế này. Thì đây sẽ có hai phần, thứ nhất là phần bật tắt này chỗ này. Đấy, phần bật tắt này nó sẽ hiệu chỉnh trực tiếp vào trong cái nút mute của cái audio suột này. Và cái phần này là phần kéo thả, nó sẽ tùy chỉnh trực tiếp trong cái phần volume này. Thì hôm nay mình sẽ nói sơ về cách làm sao để liên kết hai phần này với nhau. Và trong một con game thường chúng ta sẽ có hai phần: phần âm thanh, phần nhạc nền và phần âm thanh hiệu ứng. Thì mỗi một cục như thế này này, nó sẽ là một cái audio suột đấy, thậm chí là mình chỉ làm đối với phần hiệu ứng âm thanh nó có thể sẽ là nhiều audio suột, đối với music background thì ta vẫn có thể là một cái. Thì đây là cách cơ bản nhất để các bạn quản lý phần âm thanh nhé. Bởi vì những con game lớn một chút thì nó sẽ có những cách phức tạp hơn, bởi vì nó có tròn chuyển nhạc, rồi chuyển nhạc nền, rồi đại khái những hiệu ứng khác nữa, hiệu ứng 2D, hiệu ứng 3D âm thanh nữa. Nhưng đây mình sẽ không bỏ qua, làm cái cực kỳ cơ bản nhất của âm thanh, đó là hiệu chỉnh to nhỏ và bật tắt. Thế thôi nhé. Chúng ta đi vào cái chuẩn vấn đề là bật tắt. Thì thật ra tùy theo cái giao diện nó sẽ có những cách khác nhau. Tuy nhiên mấu chốt ở đây là chúng ta xử lý giao diện như thế nào, và chúng ta truyền cái hiệu chỉnh từ giao diện xuống phần code và xuống file như thế nào để lần tới load lên chúng ta sẽ có lại được cái hiệu chỉnh âm thanh lần trước. Thì đầu tiên là nói về cái phần nút mute này. Thì như mình nói, nút mute của này nó sẽ liên kết trực tiếp cho đây, nó bắt đầu từ cái giao diện ở đây như thế này. Đây các bạn này nhé, chúng ta sẽ đi phần setting, và ở đây là FX thì mình sẽ không nói nè, mình sẽ nói về phần music. Và hai cái này nó giống nhau nhé, hai cái này bạn nhìn nhé, cấu trúc cũng giống nhau này, nên mình sẽ nói phần music không thôi. Thì trong music này á, cái phần bật tắt ấy nó đến từ một cái chỗ này, đây toggle đây. Cái toggle này sẽ giúp cho các bạn là bật tắt, bạn click đây này, thấy không? Đấy thì là phần bật tắt, thì cái này là giao diện nó làm cho mình rồi. Câu chuyện ấy là khi chúng ta bật tắt cái này này thì nó sẽ kích hoạt cái sự kiện method ở đây, nó gọi là event ở đây. Và cái event này nó là cái gì? Event này nó là một cái method update music nằm trong cái UI setting panel. UI setting panel chính là cái chỗ này. Trên này. Đấy, cả FX và cả music được cùng xài cả khi chúng ta tạo liên kết như thế này. Và cho bạn xem cái hàm update đó nhé. Đây update music, thì khi nó nhận được update music ấy, nó sẽ gọi sang cái sound manager và nó truyền cái trạng thái hiện tại của cái nút toggle đấy, bất kể là bật hay tắt nó sẽ truyền sang hết. Như vậy thì trong hàm này này, khi thì nó nhận được true, khi thì nhận được fail. Đấy thì cho dù nó nhận được cái gì thì nó sẽ nghịch đảo trạng thái của status đó và chúng ta đưa vào trong cái mute. Tại sao nó nghịch đảo? Vì bạn để ý nhá, đối với giao diện khi mà chúng ta check cái này có nghĩa là âm thanh đang không có mute, tức là chỗ này nó bị nghịch đảo, phải không? Uncheck chỗ này thì chỗ này phải là check, nó bị nghịch đảo. Chính vì lý do đó cho nên mà trong code mình mới để trạng thái là nghịch đảo chỗ này, ok chưa? Và khi có trạng thái nghịch đảo xong rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là trạng thái hiện tại của cái mute đang là cái gì. Nếu như thật sự là đang mute bằng true thì chúng ta stop nhạc, và nếu không thì chúng ta play nhạc, kiểu như thế. Thì mình nghĩ như vậy là ổn, có thể sẽ có một số bất kỳ lỗi âm thanh nhưng mà chuyện đấy không sao, bỏ qua. Nếu có mình sẽ xử lý sau, vì sau đây cũng là mini game, mình chưa muốn cho chuốt lắm cái phần âm thanh. Rồi đấy là phần chỗ này. Vì sau khi chúng ta có cái hiệu chỉnh rồi, chúng ta ngay lập tức sẽ lưu cái hiệu chỉnh đấy xuống 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 file ở đâu đó bằng cái manager vice game. Thì cái này mình đã dùng ở trong rất nhiều là tính năng khác của game rồi, mình chỉ nói sơ sơ thôi. Và khi chúng ta sẽ lưu cái trạng thái chúng ta vừa có xuống đây, đúng chưa? Lưu bằng chỗ này, trạng thái là set boolean lên và cho cái biến này, đúng chưa? Đấy là phần đi xuống. Thế khi mà chúng ta play game lên, chúng ta play game lên á thì chúng ta sẽ phải load tất cả những setting lên, bạn thấy nhá. Ở đây mình có một cái load setting này, nó load tất cả mọi thứ bao gồm cả status, tức là cái mute hay không mute, và trạng thái volume của FX và của music luôn, tất cả load lên hết. Và sau khi load lên xong ấy, nó sẽ gắn vào trong cái sound manager lại. Đấy, sound manager lại. Bây giờ sao? Bây trong trong cái sound manager bây giờ ấy, nó sẽ có cho mình xem nào. Không phải cái sound manager này. Save đây 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 đây. Sound manager đây đây. Đây chỗ này nhá. Đây sound manager ta có này. Ở cái user network này, bây giờ ta lưu thêm cả phần âm thanh và volume của âm thanh này, đúng không? Sau khi load lên xong rồi đó, thì chúng ta sẽ gọi cái hàm music status, nó cũng giống như cái hàm bên từ giao diện gọi sang, đúng không? Chúng ta quay lại đây chỗ này, bạn thấy chỗ này quen không? Nó quay lại chỗ này, ta đã đi một vòng phải quay lại chỗ này. Thì đấy là về mặt code thôi nhé. Về mặt giao diện chúng ta vẫn phải làm một thao tác load lên nữa. Tuy nhiên trước khi đi sang cái phần mà load lên giao diện, cho anh em xem một cái này trước đây nhé. Thì cái này câu chuyện là cái load này chúng ta load ở đâu? Thì cái load này á, mình cho nó vào trong cái scene load. Các bạn còn nhớ cái clip trước mình nói có một chuyện load tương tự không? Đây, load tương tự này. Đầu tiên chúng ta ở clip trước, đầu tiên là chúng ta load save game lên. Còn bây giờ clip này,
thì mình cho trước khi load save game mình load luôn cả cái này, bởi vì cái phần này nó hoàn toàn không liên quan gì tới phần network của PlayFab cả, nó chỉ là một cái hiệu chỉnh local ở của người dùng thôi, cho mình cho load ngay đầu tiên luôn. Đấy thì sau khi load cái setting xong thì chúng ta sẽ đem cái setting đấy load vào trong giao diện bằng một cái hàm của setting panel hồi nãy. Trong này nó làm gì? Trong này thứ nhất ấy là nó trạng thái on off của cái toggle hồi nãy mình show các bạn ấy, thì nó sẽ đưa vào đây. Đấy, nó đưa vào đây. Tức là cái chuyện on off của toggle này này. Đấy, cái toggle này on off của nó sẽ được xử lý khi mà chúng ta start game lên, và nó sẽ load vào đây luôn. Đấy, nên nó sẽ đồng bộ cái chỗ này. Đấy, thì mình thử cho anh em xem nhé. Cái này phải tắt cái này đi cho nó đỡ ồn. Đấy. Mình cho anh em xem cái hiệu ứng thôi. Đây anh em xem nhá. Đầu tiên là đang bật đúng không? Bây giờ mình tắt nó đi. Thằng Magic này cũng đang tắt này. Bây giờ mình bật lại lại này, bật lên lại này. Anh thấy nó sẽ lưu cái setting đấy xuống file và nó load lên lại. Đấy. Đấy, ok chưa? Bây giờ mình bật cả hai cái lên này. Bây giờ mình tắt game đi này. Bật lên lại thì hai cái đấy sẽ bật lên. Đấy là cái thứ nhất là cái mute, cái mute. Thì nó đơn giản như vậy. Thì cái volume nó cũng tương tự như vậy, bạn thấy không? Volume nó cũng tương tự như vậy. Volume mình sẽ kéo lên đây đúng không? Kéo lên đây. Âm thanh đang có là mình mute đi cho nó đỡ ồn thôi. Đấy, bật lại đây. Bật lại thì bạn thấy là nó sẽ load đúng lại cái khoảng cách mà mình đã chỉnh vừa rồi, cùng cùng một cơ chế đó. Đấy, ok chưa? Đang chạy đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nói sang cái phần slide, bởi vì hình slide nó hơi hơi lằng nhằng một chút, vì nó là slide, nó không chỉ đơn giản là kích hoạt đâu, nhưng mà về cơ chế vẫn như vậy. Đấy, slide thì nó là một mình dùng cái tính năng slide của UBT cấp sẵn cho mình. Đấy, cái slide này làm gì? Bạn nhìn cái volume ở đây nhá, mình kéo này, đấy nó cục nó đi này, chưa? Tuy nhiên cái phần background phía sau, phần nền này thì nó độc lập một chút, nó sẽ đồng bộ hai cái lại với nhau. Đấy, đây mình sẽ kéo cho nó đẹp nhá. Đấy, rồi câu chuyện ở đây là chúng ta dùng cái slide này, và bên cạnh slide này mình cần thêm một cái class nữa là UI Music Slide để mình tách hẳn ra, tức là bên bên FX nó cũng có một cái file y chang như vậy. Để mở cho anh em xem, đây là cái slide của cái slide này đúng không, cũng là một cái slider ở đây, còn có một cái FX ở đây. Đấy, tương tự nhau nhá, mình chỉ nói phần music thôi. Thì trong này nó sẽ làm phần gì? Thứ nhất là nó sẽ liên kết với cái slide này và liên kết với cái fill là cái nào? Cái fill chính là cái background như này này, chỉ ta nói ta cần phải đồng bộ đúng không, ta cần phải đồng bộ cái dữ liệu ở trong cái chỗ này với lại cái fill chỗ này, bởi vì hai cái khác nhau. Mình nhìn nhá, đây này. Đấy, hai cái khác nhau, chúng ta cần phải có một cơ chế đồng bộ. Thì thằng thằng này à, mất rồi, thằng này không phải đây, thằng này sẽ làm cơ chế đồng bộ đó. Nó hoạt động như thế nào? Thì mỗi lần mà thằng slide này kéo này, đấy, thằng kéo này nó sẽ kích hoạt event dưới này, và event dưới này sẽ kích hoạt một cái hàm bên trong này. Đây có thấy không, UI Music Slider là kích hoạt một hàm bên trong này. Để chúng ta đi xem cái hàm đấy làm gì nhá. Đây, slide update. Thì khi mà chúng ta kích hoạt á, thì chúng ta sẽ lấy cái trạng thái hiện tại của cái thằng value đó, và mình làm tròn hai chữ số. Cái chỗ này nhân 100 chia 100 phép là làm tròn hai chữ số, nên là về giải thuật của mình, nên là về giải thuật thôi, mình sẽ không nói chi tiết lắm. Thì sau khi có dữ liệu rồi thì chúng ta cứ gắn thẳng vào trong cái field thôi, gắn thẳng vào cái field để làm gì? Để cho cái nó đồng bộ cái màu nền như này này. Đấy, thì tất cả mọi thứ ở đây nó đều tính từ 0 cho tới 1, tức là 1 tương đương với 1%. Đấy, cho nên là tất cả đều như vậy, thì cái field này cũng tính như vậy. Đấy, cái field này cũng tính theo cái tỷ số 100 này, nên là rất là dễ đồng bộ với nhau. Đấy, trong trường hợp mà nó không không giống nhau thì chúng ta phải dùng phép toán phát chia để đồng bộ, nhưng mà rất là may tất cả đều là một hết nên dễ bị đồng bộ. Sau khi mà mình đã hiển thị lên cái field rồi thì mình sẽ chuyển cái giá trị mà đang đang kéo ấy vào trong cái Sound Manager và qua cái phần Music Volume. Thì bạn thấy không, nó cũng tương tự với cái phần Music Status, nhưng mà ở đây nó sẽ là Music Volume, và chỗ này á mình có volume bao nhiêu mình gắn thẳng vào trong cái volume của audio source luôn. Audio source này là audio source của music. Đấy, có thể có khi mình sẽ mình rename cho nó dễ nhé. Music audio source, đấy ghi rõ cho nó rõ luôn. Rồi đấy, thì gắn vào, sau khi gắn xong thì mình lưu cái volume xuống tương tự như vậy đúng không, mình tương tự như vậy với lại cái giống như cái với status, và khi mình load lên cũng cùng một cơ chế đó. Thì lúc này mình giới thiệu rồi, nó y chang bên kia, load lên đấy, với cái hiệu ứng như vậy là chúng ta đã có một cái phần setting cực kỳ đơn giản. Mình nghĩ là cái khó ở đây á, là các bạn không biết được cái luồng đi như thế nào để làm thôi. Thì qua cái clip giới thiệu này mình hy vọng là các bạn sẽ hiểu được cái luồng, và nếu thật sự các bạn vẫn chưa hiểu được cái luồng thì các bạn cứ gửi comment cho mình thì mình sẽ nói thêm chỗ nào bạn chưa hiểu, bởi vì đối với mình nó chỉ có vậy thôi, nó rất là đơn giản. Mình click xong rồi chuyển chuyển click cái này, xong rồi bắt sự kiện click, rồi chuyển sang cái mute, đang nghịch đảo của cái mute đấy. Còn đối với cái kéo này, kéo thì nó cũng có sự kiện kéo, sự kiện kéo nó sẽ gọi một cái hàm đấy sẽ lấy trạng thái hiện tại của cái kéo này là bao nhiêu, nó cũng chuyển qua bên Sound Manager lại gán vào trong cái volume, gán volume xong thì lưu xuống file rồi load lên ngược lại. Đấy, chỉ có thế thôi, đối với mình nó cực kỳ đơn giản. Khó là khó cái vẽ này, vẽ thì mình mua rồi. Ok, thì đấy là phần setting cơ bản của cái giao diện này. Thế thì anh em sẽ thắc mắc rằng
Thế thì cái hiệu ứng FX này từ đâu mà ra? Đấy thì FX này thực ra là mình mua trong cái bộ giao diện luôn, anh em lay anh em xem nhé. Mình sẽ tắt cái phần âm thanh hơi lớn một chút. Bây giờ mình sẽ mở nó lên, mình nhỏ cho âm thanh nhỏ lại để mình nói cho nó dễ. Đây, mình nhỏ lại nhé. Đây là phần FX nhé. Thì phần FX này này. Này bé tí nữa. Đấy. Đây này, nghe tiếng sẹt 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 không? Thực ra là nó đi theo cái bộ giao diện. Đấy thì nó sẽ là cái mic sound chỗ này. Đã mất rồi. Đây mà sao đây là mình theo bộ bộ giao diện nó cho. Thế câu chuyện đây là cái kỹ năng và tiếng kêu của con quái thì sao, thì lúc đó mình sẽ tạo ra một cái khác nữa, mình gọi là skill sounder hay là monster sounder. Thì lúc đó đó mình sẽ đồng bộ, mình sẽ xem cái monster sounder đấy nó cung cấp với lại cái UI effect này, mình cũng đồng bộ là được. Thì cơ bản có thể clip sau mình sẽ chỉ thêm, còn bây giờ mình chỉ nói sơ như vậy phần giao diện thôi. Ok, thế nhá, chào mọi người.